Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Phía bên tay phải góc dưới màn hình chúng ta có một nút đăng ký màu đỏ. Khi nhấn vào nút đăng ký là chúng ta đã theo dõi và luôn nhận được nhanh nhất, sớm nhất những video clip mới nhất của Bá Hùng Audio thực hiện. Clip này giới thiệu với anh em chiếc âm ly Acouphe E380 hàng công ty chính hãng của anh Duy. Đây là một cái model thế hệ mới nhất của cái series đầu 3. Nó có một cái mức cải tiến hơn 20% so với phiên bản E370 và cũng được đầy đủ tích hợp đầy đủ các cái công nghệ cũng như là các cái linh kiện mới nhất hiện đại nhất của hãng. Chỉ có việc duy nhất là hãng rút ngắn lại, tức là thu nhỏ lại cái mức công suất so với đàn anh là 480, còn lại mọi cấu tạo cũng như là về chức năng thì tương đương. Chính vì vậy thì Acouphe E380 có một cái mức giá cực kỳ ổn áp so với đàn anh là E480. Với cái mức giá 165 triệu hàng công ty của E480 thì E380 chỉ có mức giá là hợp lý hơn rất nhiều, là 125 triệu. Nhưng với shop Bá Hùng Audio thì sẽ có một cái mức chiết khấu tốt hơn rất nhiều so với giá hàng. Đó là 105 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0978 263 263. Xin cảm ơn anh em.